Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện về câu chuyện về tuyến giáp. Và theo một cái nghiên cứu thì bác sĩ Dung cũng vừa trao đổi với bác sĩ Hải là có khoảng 4,6 triệu người Việt Nam mắc các cái bệnh lý liên quan đến u, đến nhân tuyến giáp. Đó, mà trên một đất nước của chúng ta là 100 triệu dân đúng không ạ? Cái lượng rất là lớn. Và cái đối tượng chúng ta hay gặp thì ở phụ nữ thì cao hơn so với nam giới. Và trong những cái quá trình mà mình làm việc, mình live stream hoặc là mình chia sẻ với cô chú anh chị thì có một cái câu hỏi được đặt ra là cái bệnh tuyến giáp ấy thì hay gặp nhất đó là những cái nang tuyến giáp này, những cái nhân tuyến giáp này. Thế thì rất là nhiều cô bác anh chị băn khoăn về cái nang tuyến giáp này nó như thế nào, nó có nguy hiểm không, nhân tuyến giáp như nào là nguy hiểm, và nhân tuyến giáp thì có nguy hiểm không, có cần phải phẫu thuật không này, rồi là những cái bệnh nhân tuyến giáp thì chúng ta cần ăn uống như thế nào. Thì đấy là một câu hỏi gọi bác sĩ Hải ạ, muôn thủa luôn. Là với 46 triệu người đúng trên hơn 100 triệu dân thì mắc các vấn đề về tuyến giáp nói chung thì liệu có nguy hiểm không, có đáng là gọi là dấu hiệu cảnh báo về cái bệnh lý này nó khủng khiếp thế, sao lại nhiều người mắc thế? Thì đây là những cái gọi là thống kê về mặt dịch tễ rằng là chúng ta nếu chúng ta đi kiểm tra thì đâu đó cứ 10 người thì sẽ có khoảng 3 đến 4 người là chúng ta sẽ có vấn đề về tuyến giáp. Thế thì cái câu chuyện là có vấn đề về tuyến giáp không có nghĩa là chúng ta sẽ phải gặp cái tình trạng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng nha. Chỉ trong khoảng 4%, 4 đến 10% trong số đó là chúng ta phải điều trị. Còn lại gần như là hơn 90% là chúng ta có thể sẽ theo dõi hoặc là coi nó không phải là một cái vấn đề là nặng nề mà chúng ta chỉ định kỳ kiểm tra. Đó, thì đấy là cái câu đầu tiên để mà mình không làm cho mọi người quá hoang mang mà đi đúng vào cái vấn đề sự thật. Tuy nhiên, số còn lại còn rất nhiều, đúng không? Khi chúng ta nhân ra thì đâu đó là còn 4 triệu à, đúng không? Thì đấy, thế thì ta lại tiếp tục nhá. Thế với cái số lượng như này, những cái vấn đề này thì nó cũng không phải là ung thư cả đâu. Nó sẽ có những cái tình huống là viêm này, dẫn đến là cái tình trạng Hashimoto và viêm tuyến giáp, tính là suy giáp. Nhóm đấy là một nhóm, bây giờ cũng đang có xu hướng trẻ hóa. Ví dụ như những người mà cái độ tuổi ngày xưa là phải 40 bắt đầu mới gặp viêm tuyến giáp và suy giáp, thì bây giờ 30 tuổi hay là trẻ hơn, thậm chí các bạn còn chưa có chồng con thì mà tự nhiên suy giáp, rồi đến lúc lấy chồng mà tại sao không hiểu tại sao là mãi không mang bầu ấy, đi kiểm tra mới biết mình bị suy giáp, tức là cái chức năng nội tiết của mình đã suy giảm khá nhiều. Ok, nên cái nhóm đấy bây giờ đang có xu hướng gia tăng. Nhóm thứ hai là những cái vấn đề về bướu nhân tuyến giáp, và nó không phải nằm lại nằm ở cái nhóm mà 90% kia là nang hay là nhân nhỏ đâu, mà nó bắt đầu là có vấn đề mình phải quan tâm rồi. Ví dụ như là kích thước nó cũng tương đối khá là to đi, hoặc là có những cái dấu hiệu nghi ngờ, ví dụ như tuyến giáp 3, 4 hay là 5. Đấy. Trên siêu âm thì các bác sĩ thường là như này, mình giải thích thêm là trên siêu âm các bác sĩ thường sẽ đánh giá những cái dấu hiệu xuất hiện của một cái nhân, nó giống như là đánh giá một con người ấy. Đấy, về hình dáng bên ngoài, chiều cao, cân nặng gì đấy, y hệt vậy. Thì đánh giá một cái nhân người ta cũng dựa vào đấy mà người ta cho điểm và quy ra là từ 1 đến 5 thì tuyến giáp 1, 2 là chắc chắn lành tính, tuyến giáp 3 là khoảng độ 3-5% là có thể gặp nguy cơ ung thư, tuyến giáp 4 là 30-40% và tuyến giáp 5 thì là khoảng độ 60-70% là ung thư. Tất nhiên cái việc phân loại đấy là về mặt hình thái, tức là trên siêu âm, đây là một cái xét nghiệm hoàn toàn mà an toàn, không ảnh hưởng đến, cũng có nghĩa không bị kim chọc gì, thì đặt một đầu dò đây là chúng ta đã khảo sát được những cái điều này rồi. Đấy. Và khi người ta phân loại ra thành từ 1 đến 5 như thế thì từ tuyến giáp 3 trở lên là bắt đầu hơi gợn lên những cái lăn tăn, lo lắng. Tôi cho rằng số đấy nó chiếm khoảng đâu đó 10%. Thì không phải tất cả chúng ta sẽ phải đi chọc. Những cái trường hợp tuyến giáp 3 mà dưới 25mm, đây là với châu Âu, chứ còn người châu Á thì người ta sẽ thống nhất là từ 15mm trở lên thì người ta phải đi chọc tế bào. Và tất nhiên cái số này dù có chọc cũng đến 90% là lành tính. Đó. Đấy là cái chia sẻ với các bạn để các bạn yên tâm dù là kích thước to. Thế còn với những trường hợp tuyến giáp 4 đến 5 thì cũng chỉ có 30% đến 40% thôi. Vì nghiên cứu có nghĩa là khoảng 60-70% là các bạn hoàn toàn là lành tính. Nhưng ý là người ta vẫn phải kiểm tra, người ta vẫn phải có những cái biện pháp đánh giá sớm để nếu có phát hiện ra trong cái số bạn rơi vào số 30% kia thì bạn sẽ được điều trị sớm. Và cái việc điều trị sớm này đối với tuyến giáp là cực kỳ quan trọng. Thì bác sĩ đó nói đến vấn đề thứ hai đây, chính là những cái trường hợp chúng ta phát hiện được ung thư tuyến giáp ở giai đoạn sớm thì cái điều trị chúng ta coi có thể coi là chữa khỏi hoàn toàn.
đấy là cái giá trị rất tuyệt vời, không chỉ với tuyến giáp nói riêng mà tất cả các cái vấn đề về bệnh lý của chúng ta gọi là phát hiện sớm, phòng bệnh thì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí điều trị này, giảm được những cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe này, và đồng thời là nếu có một loại ảnh hưởng đến cái tuổi thọ ví dụ tôi đấy thì gần như nó sẽ ít ảnh hưởng, chứ còn đến những cái giai đoạn nó phức tạp hơn, nó nặng nề hơn thì thậm chí là chỉ gọi là chăm sóc giảm đau giảm nhẹ với rất nhiều bệnh. Thế cho nên là tôi nghĩ là chúng tôi là bác sĩ Dung hay tôi là đều đang làm những công việc truyền thông và đang giúp mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe, phát hiện bệnh sớm và giúp chúng ta gọi là kiểm soát bệnh tật. Thì đấy là một trong những cái vai trò được Bộ Y tế, anh cũng vừa đọc cái luật khám chữa bệnh mới năm 2003 thì người ta đưa cái việc là khám chữa bệnh online, tức là không nhất thiết chúng ta phải trực tiếp là sờ lắn khám bệnh nhân, mà chúng ta khám bệnh nhân, chúng ta tư vấn, họ có thể đưa ra hoặc là mình chỉ định những cái xét nghiệm mà họ cung cấp đủ, chúng ta đủ chẩn đoán là chúng ta có thể kê đơn điều trị cho bệnh nhân một cách hoàn toàn bình thường, đúng luật. Thì đấy là cái luật khám chữa bệnh năm 2003 và đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cho nên là bây giờ các bác sĩ rất tự tin trong việc là điều trị. Trước đây còn e dè, lo lắng là chúng ta kê như thế có không đấy. Thì bây giờ là hoàn toàn là đúng là rồi. Và bây giờ cái bệnh của anh thì nó ít hơn, bởi vì anh mà mổ xẻ thì tất nhiên là phải mổ về trực tiếp rồi, không phải đưa tay qua đây mà mổ được. Đúng không? Nhưng mà của Dung hay của các bác sĩ về nội khoa thì có lợi hơn khi mà có 2 triệu chứng chính, 5 triệu chứng phụ gì đấy trong cơ xương khớp anh hay gặp thì đúng rõ rồi. Ràng là điển hình như thế chúng ta kê đơn. Ok, chúng ta kê đơn và điều trị là bệnh nhân chỉ cần sau một thời gian là phản hồi rất là tích cực. Đấy. Thì cũng chia sẻ thêm là chúng tôi nghĩ là cá nhân tôi đang cố gắng là đi theo các bác sĩ khác, trong đó là Dung là một người em nhưng lại là người dẫn dắt tôi rất nhiều tham gia vào cái hoạt động chia sẻ trên mạng này, và không ngờ là lại được luật thì thường nó đi sau chúng ta, phải nói là xã hội tiến bộ rồi thì luật nó phổ biến theo sau, bao giờ cũng vậy. Còn châu đi trước cái cờ theo sau, nhưng mà không sao, nhưng có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng. Quay trở lại vấn đề về tuyến giáp thì theo tôi nghĩ rằng là chúng ta nên có cái sự ý thức, sau khi mà đã đưa ra một những cái con số thống kê như vậy thì chúng ta thấy rằng việc phát hiện sớm điều trị là nó hiệu quả như nào. Thì tại sao là chúng ta hiệu quả? Vì ung thư tuyến giáp thì đa số 80% nó là ung thư giáp thể nhú, tức là cái thể mà cái tính chất ác tính nó thấp nhất. Mà trước đây là hai anh em hay nói đùa với nhau ấy, nếu mà cho tôi bị ung thư thì tôi nên chọn ung thư tuyến giáp, đúng không? Thì đấy là cái câu đấy, tất nhiên không phải của anh em chúng tôi, nhưng mà của một bác sĩ đã khá là nổi tiếng thì người ta đã nói như vậy. Và chúng tôi muốn nói là cái giá trị cái việc là cái ung thư tuyến giáp là cái bản chất của nó, cái bản chất của cái ung thư tuyến giáp là cái độ ác tính, giống như mình hay chia sẻ về mặt tội phạm, cái tên tội phạm mà nó chỉ ăn trộm vặt thì đưa con dao hay khẩu súng vào tay nó cũng không dám giết người, thì ung thư tuyến giáp thì nó cũng như vậy, nó có thể là tiến triển rất chậm, có thể là khi mà chúng ta phát hiện ra ung thư ấy, thì đôi khi có thể là trong hỏi lại có nhiều người ta bảo 5 năm trước em đã biết cái u này rồi nhưng mà nó chẳng thay đổi gì cả, nhưng mà không biết hôm nay tại sao bác sĩ bảo chọc thì mới biết ra là ung thư, kiểu như vậy. Thì cứ câu chuyện như thế rất hay gặp. Thế nhưng mà đấy, các bạn sẽ hiểu rằng nhưng nếu mà chúng ta phát hiện ung thư thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái biện pháp để lựa chọn điều trị. Trước đây kinh điển là người ta sẽ là phẫu thuật, tất cả những trường hợp mà có nhân ấy, gọi là 15 20 năm trước cứ có nhân là người ta lo lắng là cái u trong người, thì u cái nhân trong người là người ta sẽ chủ động mà phẫu thuật bóc đi. Thế nhưng mà ngày nay thì cái ung thư người ta mới phẫu thuật đấy, và khoảng 10 năm trở lại đây theo những cái guideline mới nhất thì những cái trường hợp ung thư ở giai đoạn sớm thì không cả phẫu thuật cơ, tức là người ta có thể theo dõi tích cực, hoặc là với Á Đông như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam thì người ta có một cái biện pháp tiên tiến là đốt sóng cao tần cho ung thư tuyến giáp nhé, bác sĩ nhấn mạnh. Chứ còn bây giờ những cái bướu nhân các bạn kể cả là hơi có nguy cơ nhưng là người ta đã đốt từ lâu rồi, và bệnh viện 18 là một trong những cái nôi mà đào tạo cho rất nhiều các bác sĩ, và bây giờ nó thành cái trend trong điều trị, cái xu hướng trong điều trị cái bướu nhân. Bởi vì rất nhiều chị em khi mà tình cờ đi khám, bây giờ khám sàng lọc bướu cổ nó dễ mà, cho nên ai cứ thấy khối u này cứ sợ ung thư là đua nhau đi kiểm tra. Và vì vậy tất cả các bệnh viện từ công đến tư là phải phát triển được cái kỹ thuật đốt sóng cao tần đấy. Thế thì chúng ta cũng không nên lạm dụng này, nói thì tiến bộ khoa học thì đúng rồi, nhưng nếu mà chúng ta lo lắng không cần thiết, ví dụ nguyên nhân nó rất nhỏ xong nó chả ảnh hưởng gì, 5 năm trước nó cũng thế, bây giờ nó cũng vậy, nó như người bạn của mình ấy, nó chỉ là một cái điều gì đó nó gợn lên thôi, nó như cục tật thôi nhá. Ok, thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng mà chỉ cần theo dõi thôi.
cái chỉ định của nó là nó rất là rõ ràng, mà hôm nay thì mình sẽ không đề cập sâu, nhưng mà mình muốn nói là các bạn cũng không nên quá lo lắng mà lạm dụng nha, nếu mà nó an toàn như vậy. Thế thì tiếp tiếp đến nữa thì mình mới đến một cái chủ đề mà tức theo mọi người, theo mọi người cứ lo lắng ấy anh. Đúng rồi, tức là cái vấn đề ở đây là khi mà mọi người siêu âm phát hiện ra một cái nang này, một cái nang thôi cũng đã lo rồi, sau lại còn một cái nhân nữa lại càng lo nữa này. Nang thì giải quyết rất là nhiều lần là nang là cái ở bên trong là nước thôi, không có cái gì phải lo ngại cả. Xong rồi nhân thì bây giờ mọi người cứ lo là ví dụ ăn cái này hoặc ăn cái kia có làm nhân nó to lên không, xong rồi có một cái nhân là mọi người bắt đầu kiêng khem đủ các thứ anh ạ. Thế thì bây giờ là cái đó là một cái mà mọi người rất là hay hỏi, và mọi người hay hỏi thêm một câu nữa là có uống cái gì cho nó tiêu cái nhân cái u đấy, bởi vì nói chung là có cái u ở trong người là lo lắm đấy. Thì đấy là một câu hỏi mà rất là phổ biến, nên là bác sĩ Hải hôm nay sẽ chia sẻ với lại cô chú anh chị nha. Nhớ thả tim, thả like. Dẫn dắt như vậy là bây giờ mới đầu mới đến cái phần mà bác sĩ Dung đặt hàng, đó là liên quan đến gọi là có thuốc nào không, có thực phẩm nào không, hay ăn uống thế nào cho nó tốt cho bệnh tuyến giáp, đúng không? Thì 90% chúng ta phát hiện có cái vấn đề về tuyến giáp mà không cần phải can thiệp gì, tức là không cần phải mổ xẻ, không cần phải đốt gì đấy. Thế thì nhưng mà cứ để như thế à, đúng không? Có thuốc nào uống vắt nó tiêu cái nang của tôi, cái u của tôi thì tôi mua ngay, ví dụ vậy. Thế thì về thuốc thì xin thưa với cô bác các anh chị và các bác sĩ Dung là chúng ta chưa có một cái thuốc nào thực sự gọi là để điều trị được ung thư hay là nhân tuyến giáp, mặc dù là lành tính đấy, thì chưa có một cái thuốc nào mà uống để nó cứ tiêu dần cái u, chưa có. Mà chỉ có cái biện pháp gọi là đốt như bác sĩ vừa nói, hoặc là một số cái thuốc tiêm. Thì nhưng mà đến cứ thuốc tiêm mà trực tiếp vào u rồi, bây giờ cũng cái giá trị của nó cũng phải do những cái u nhỏ và có tăng sinh mạch, tức là nó giống như là một dạng corticoid, dạng tác dụng chậm ấy, tác dụng 2-4 tiếng ấy, và nó làm tổn thương, gọi giống như là mình gọi là lút mạch và nó tiêu cái u đấy. Thì cái đấy là cũng là một cái kỹ thuật khó, và bây giờ thì hiệu quả nhất thì là đốt sóng cao tần đấy, nhưng mà cũng không làm dụng nhá. Bác sĩ nói như vậy là ý nói là cái tiến bộ của khoa học là người ta sẽ có chỉ định cụ thể, thế chúng ta nếu mà có thì chúng ta theo bác sĩ, việc đầu tiên là chúng ta nhớ là chúng ta định kỳ kiểm tra lại cái nhân đấy 6 tháng một lần. Nếu nó không thay đổi gì cả thì nó không khác gì chúng ta đi qua cổng chùa nhìn đến tượng nhân sư, hoặc là nhìn đến tượng gọi là hai ông các cổng là thần thiện thần ác đấy. Thì chúng ta nhìn quen chúng ta cũng chả sợ, đi vào chùa có bây khi chúng ta như trẻ con ban đầu nhìn sẽ thấy sợ, nhưng sau một thời gian chúng ta thấy nó không thay đổi gì cả thì chúng ta yên tâm. Thì đấy là cái thứ nhất là chúng ta phải nhớ là chúng ta sẽ theo dõi định kỳ. Cái thứ hai đó là cái lối sống, bởi vì cái bệnh tuyến giáp nó là thuộc hệ thống nội tiết, và cái cơ chế thần kinh nội tiết nó sẽ tác động đến cái yếu tố tuyến giáp. Nó giống như là mọi người bảo tại sao bị đau dạ dày lại mất ngủ, cái đau dạ dày có ăn ăn cay ăn nóng gì đâu mà mất ngủ không? Thì đấy nó là liên quan đến cơ chế thần kinh nội tiết. Thì tuyến giáp là một tuyến nội tiết và là tuyến to nhất trong cơ thể, cho nên các vấn đề về nội tiết thì nó đều ảnh hưởng đến tuyến giáp. Và khi mà mình có một cái cuộc sống nó quá bề bộn hoặc là thay đổi thời rất nhất là nhịp sinh học đấy, chúng ta không đảm bảo thì nó sẽ ảnh hưởng, chắc chắn nó ảnh hưởng đến cái tuyến giáp của chúng ta. Cho nên một cái cuộc sống cân bằng, tất nhiên là ai cũng có những cái căng thẳng stress, nhưng mà chúng ta có thể là kiểm soát được hoặc là tìm được cái sự cân bằng trong cuộc sống. Bởi vì không có những cái căng thẳng công việc chúng ta không bao giờ là tiến bộ được. Chúng ta không còn nào gọi là cuộc sống ấy, có thể là đi tu ở rồi không nói gì. Chúng ta ở đây đều là những người đang phải tham gia cuộc sống, đang phải bon chen với cuộc đời và đang phải đóng góp cho xã hội. Thì chúng ta chỉ cần là đảm bảo giờ nào được đấy, ví dụ như bạn buổi tối bạn có thời gian dành cho mình, hãy cứ tận hưởng cái thời gian đấy đúng vào cái giờ đấy, và chỉ nói đến những chuyện ăn uống gia đình vui vẻ thôi, đừng nghĩ đến công việc của lúc đấy nhá. Khi bạn 10 giờ bạn đi ngủ chẳng hạn, hoặc là 11 tùy giờ giấc thôi, bạn đi ngủ và bạn có thể tắt đèn, tắt điện thoại đi, tắt tivi đi, bạn cho mình một cái giấc ngủ tuyệt vời. Thì cái vấn đề về nội tiết nói riêng, về tuyến giáp nói riêng, nó không chắc chắn nó sẽ không bị biến triển, mà nhiều bệnh khác nữa nó sẽ cũng không thay đổi. Cái đấy thì nói có vẻ như là ai cũng biết rồi, thôi thì bác sĩ sẽ nói sâu hơn về tuyến giáp. Ok, thì có những câu hỏi như này ai đó cũng sẽ đã đọc được trên tất cả Google. Thì bởi vì thông tin về tuyến giáp bây giờ nó nhiều lắm, bây giờ thì thậm chí này cái thực phẩm chức năng về tuyến giáp nó nhiều, thì chúng ta sẽ đối xử nó như nào. Hai vấn đề, thứ nhất là các loại thực phẩm thì ta sẽ biết rằng đầu tiên là iốt là cái thành phần tạo lên cái hormone tuyến giáp. Vì vậy mà iốt mà chúng ta ăn quá nhiều hoặc là thiếu
đều có thể gây đến bệnh tuyến giáp nha, thiếu hoặc thừa. Đấy, câu chuyện cân bằng là rất quan trọng. Thế thì tại sao là tôi ăn uống bình thường, tôi ăn muối chứa iốt rồi mà không bị? Thì có mấy cái điều như này cần lưu tâm. Thứ nhất là iốt mà chúng ta đang ăn nằm trong chương trình phòng chống bệnh bướu cổ quốc gia là iốt vô cơ, và iốt vô cơ sẽ bay hơi ở nhiệt độ 80 độ C, cho nên nếu chúng ta nấu nướng với nhiệt độ sôi, tức là cho muối vào khi đang đun nấu, thì khi nó sôi lên thì iốt bay hơi hết và bạn còn muối thôi. Cách chúng ta để nấu nướng này, chúng ta sẽ nấu chín thực phẩm xong, đợi bắt đầu lếm được chúng ta ra giảm vào thì chúng ta giữ được cái iốt trong khẩu phần ăn. Đây, ở đây đa số chúng ta là chị em phụ nữ thì cũng cái này là chúng ta sẽ rất dễ khắc phục được, bởi vì trước đây chúng ta không biết thôi. Còn bây giờ nghe bác sĩ Hải nói rồi, các bạn đã biết về cái điều này rồi, thì các bạn thay đổi thôi, rất đơn giản thôi, thì các bạn sẽ đảm bảo được có đủ khẩu phần ăn iốt. Còn tình trạng gặp thừa iốt rất hiếm, thường là những cái vùng mà người sống lênh đênh trên biển ấy, người ta thường ăn cơm với này các đồ hải sản thì cái hàm lượng iốt của người ta là quá nhiều, vì iốt ấy iốt hữu cơ. Các bạn cứ tưởng tượng các bạn luộc con mực lên, bạn luộc rất kỹ nhưng mà vẫn có bị mặn, đúng không? Thì cái iốt hữu cơ này thì nó không mất trong khẩu phần ăn được, và người ta có thể sẽ bị thừa. Còn trong cái đời sống ngày của chúng ta này, chúng ta thường gặp tình trạng thiếu iốt hơn nhá. Đấy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là một cái thành phần nữa nó liên quan đến, nó là selenium thì nó sẽ tác động vào quá trình chuyển hóa iốt thành hormone, cho nên nếu thiếu selenium thì cũng là thiếu cái thành phần để tạo ra iốt và làm cho tuyến giáp nó không đảm bảo được chức năng, và tuyến yên nó lại tác động xuống là ông mày làm việc chưa hiệu quả, mày phải thay đổi. Và tất nhiên là đôi khi là cái sự đột biến này nó sẽ kích thích một số nguyên nhân nó phát triển. Selenium cũng vậy. Selenium thì nó có nhiều trong cả thực vật và trong cả động vật, thì bác sĩ chỉ đề cập đây vì thời gian nó có hạn, mọi người có thể tra trên Google. Cái thứ ba mà mọi người còn hay gặp hơn và bàn tán với nhau nhiều hơn, rau họ cải và đậu phụ. Ok, thế thì câu chuyện bắt đầu sẽ từ đâu? Thực ra thì đầu tiên là người ta thấy rằng trong rau họ cải và đậu phụ là có những cái thành phần, các bạn cứ nhớ này, có thể cụ thể đó là glycogen, isoflavone đi, thì những cái thành phần đấy khi mà chúng ta ăn trong bữa ăn hàng ngày với một số lượng nhiều hoặc là đều đặn, thì nó sẽ làm giảm cái làm hấp thu iốt trong khẩu phần ăn của chúng ta, vô hình dung làm cho tuyến giáp ra thiếu iốt và phải phình to lên. Đấy, thì hai cái loại này nó có những cái thành phần như vậy. Tuy nhiên nó sẽ, đặc biệt là rau quả cải, khi mà chúng ta luộc hay xào kỹ thì chúng ta lại bị bất hoạt cái thành phần ấy rồi, và có nghĩa là nó không ảnh hưởng đến cái việc đấy. Có nghĩa là chúng ta, tại sao các cụ nói là cần tái cải nhừ, nó có lý do của nó. Đấy, thì đấy chính là cái lý do mà bác sĩ vận dụng cái câu hỏi của các cụ vào là nấu cải nhừ thì chúng ta không bao giờ bị ảnh hưởng nữa, cho nên chúng ta sẽ ăn thoải mái nhá. Không ăn dưa cải muối hay là ăn rau cải cuốn thịt bò, nó có một số món đấy nó liên quan đến đồ sống đấy. Thế như là thì chúng ta sẽ không nên ăn như vậy, không nên ăn cái loại như thế thôi. Còn luộc thì xào kỹ thì ok, vô tư. Nhưng riêng cái đậu lành thì lại không thể dùng nhiệt độ sôi để loại bỏ cái thành phần đấy được, cho nên là đậu lành thì chúng ta có thể giảm dưới 80g này, tương đương với lại 1/2 bịch nhà Pami. Còn nếu mà với một ngày nhé, tôi nói là đấy là một ngày, chứ còn cả tuần bạn ăn uống 2 bịch hay là 3 bịch thì cũng chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, thì đấy là hạn chế, không uống nhiều, không uống thường xuyên đấy, chứ không phải là chúng ta phải kiêng và hạn chế là hai cảm từ khác nhau. Kiêng hẳn luôn. Thì nó khác nhau, không phải kiêng, mà chúng ta biết, chúng ta hiểu được bản chất của thực phẩm. Thực phẩm có thể là thuốc và thuốc cũng là thực phẩm, nhưng mà chúng ta lạm dụng một cái gì đó, ví dụ lạm dụng iốt cũng không phải là để chữa bệnh được đâu, mà chúng ta hạn chế hoàn toàn cái rau họ cải và đậu lành cũng không phải là chúng ta sẽ không bị tuyến giáp đâu. Những cái đấy nó chỉ là những yếu tố thôi, và ở mức độ nào đó như mình có nói chuyện, có một cái câu chuyện này, ví dụ hôm trước mình có gặp một trường hợp, một bạn ấy uống nước ổi, nước lá ổi, nhưng bạn ấy uống quá nhiều, tức là lạm dụng. Bởi vì cái gì thì thôi, kể cả là thuốc nam, thuốc bắc thì chúng có phải hàm lượng, chứ không phải uống thật nhiều, uống thật đặc thì tốt. Đấy, chè chẳng hạn, mọi người cũng biết là nó tốt đúng không, chè tươi hay đấy, chúng ta uống hàng ngày cũng tốt, nhưng uống đặc quá thì có thể ảnh hưởng đến dạ dày đấy, hoặc là ảnh hưởng đến khả năng hấp thu canxi đấy nha, gây loãng xương đấy, nếu mà nhiều người uống chè đặc quá đấy nha. Thì câu chuyện cái lá ổi làm cho bạn ấy bị về sau bị suy gan suy thận đó. Wow. Do uống quá nhiều đấy, nó làm suy gan đấy. Đấy, thì cái điều đấy là lợi bất cập hại rồi.
các loại thực phẩm bao giờ cũng vậy, dù là lá thôi nhưng các bạn làm dụng để thế thôi. Thế thì cái mà bác sĩ muốn tổng hợp lại là bệnh tuyến giáp là một bệnh khá là phổ biến, gặp nhiều ở nữ hơn nam. Tuy nhiên 90% là chúng ta sẽ thấy rằng là không có cần phải can thiệp gì, có thể theo dõi định kỳ và kết hợp một cái lối sống lành mạnh giờ nào thì đấy, tránh căng thẳng và tránh mất ngủ. Một số loại thực phẩm có thể tác động đến tuyến giáp và chúng ta có thể điều chỉnh phù hợp thì có thể đảm bảo không bị ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là sức khỏe của tuyến giáp. Trên đây thì bác sĩ chia sẻ một số cái thông tin và có lẽ là sẽ là định hướng rất là tốt cho mọi người để chúng ta không bị trong một cái thời đại mà công nghệ thông tin nó quá nhiều như vậy thì không biết nghe đâu bác sĩ này bảo thế này, bác sĩ này bảo thế kia. Thì hôm nay bác sĩ phân tích sâu vào một số cái mang tính chất sinh hóa hóa học của các loại thực phẩm đấy để chúng ta hiểu về bản chất thì sẽ nhớ được lâu và sẽ tin tưởng hơn, logic hơn. Xin cảm ơn.